Xin chào các anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại các anh chị và các bạn trong bài học tiếp theo chương trình Vua SEO Lên đỉnh cùng SEO cùng với giảng viên là Phan Anh là tôi. Và bài học tiếp theo ngày hôm nay trong video này tôi xin phép được chia sẻ và bật mí với các bạn. Đó là chủ đề mà các bạn rất là thích. Chủ đề này liên quan đến báo chí, liên quan đến phóng viên, liên quan đến những người làm SEO. Đố các bạn biết là chủ đề gì ạ? Các bạn nghĩ ra chưa ạ? Phóng viên là người làm SEO cần gì ạ? Vâng, đó chính là các kỹ thuật giật tít. Các kỹ thuật giật tít. Cái từ tít nó được viết tắt của chữ từ title trong tiếng Anh. Và người ta dùng cái chữ tít là theo kiểu của tiếng Việt. Và chúng ta hiểu một cách nghĩa nôm na đó là các kỹ thuật viết tiêu đề. Và hôm nay tôi sẽ trình bày với các bạn bài học đầy đủ 35 kỹ thuật viết tiêu đề cho làm SEO. Đấy. Và chúng ta cứ căn cứ vào những cái gợi ý này để chúng ta giật cái tiêu đề cho nó phù hợp, kết hợp với những cái từ khóa mà chúng ta đã có, đúng không ạ? Vâng, thì đây là một số những cái gợi ý mang tính công thức để các bạn áp dụng. Và để cho thuận tiện theo dõi thì bài học này chúng tôi sẽ giới thiệu 10 cái kỹ thuật đầu tiên, sau đó là 20 cái kỹ thuật tiếp theo, và sau đó là 35 cái kỹ thuật còn lại. Ý tôi muốn nói là chia làm 3 phần, 10, 10 và 15, được chưa ạ? Vâng. Thứ nhất là đặt các con số hoặc là số liệu thống kê vào trong tiêu đề. Thí dụ 10 cách kiếm tiền ở trên mạng internet, bạn đã biết chưa? Đọc xong cái có thấy hấp dẫn không ạ? Rất tuyệt vời, có đúng không ạ? Vâng. Thứ hai là gì ạ? Thêm các yếu tố thời gian và tiền bạc vào trong tiêu đề thì bao giờ người dùng cũng rất là thích liên quan đến tiền, đúng không ạ? Thu nhập 100 triệu một tháng từ tay trắng khởi nghiệp với nghề SEO, bạn đã biết chưa? Thí dụ như vậy, đúng không ạ? Tất nhiên con số thì nó không được là vống lên như thế, đúng không ạ? Có thể là 50 triệu, vâng. Khởi nghiệp với nghề SEO với 50 triệu một tháng. Thứ ba là viết các tiêu đề dưới dạng câu hỏi. Thí dụ như là gì ạ? Làm sao để kiếm tiền nhanh nhất? 20 tuổi khởi nghiệp sớm hay muộn? Đó gọi là các cái câu hỏi. Hay là gì ạ? Học SEO dễ hay khó? Kiếm nhiều tiền hay ít tiền? Bạn có biết không? Đấy, những cái câu như vậy chúng ta gọi là tiêu đề dưới dạng câu hỏi. Được chưa ạ? Thứ tư là gì ạ? Sử dụng những cái thuật ngữ cũng mới lạ, ngô nghê, thậm chí là dùng phương pháp đảo ngược từ trong tiêu đề. Được chưa ạ? Vâng. Ví dụ như là gì ạ? Cái từ, những cái từ mà nó có thể là thay thế cho nhau, chúng ta có thể đảo ngược vị trí. Đấy. Sử dụng những cái ngôn từ nó mới lạ thì mình bằng cách là mình sáng tác hoặc là mình sáng tạo, có đúng không ạ? Thì hiện nay ở trên mạng internet thì nó có rất nhiều những cái từ chúng ta gọi là từ mới hay là tiếng lóng, đúng không ạ? Chẳng hạn như là ở cái đội mà phóng viên hay đội làm biên tập web hay là cái đội làm SEO rất là thích sáng tạo những cái từ mới kiểu như thế. Như là người đẹp mà vạn người mê, đúng không ạ? Hay là khóa học là vạn người xem, đúng không ạ? Hay là khóa học vạn người thích, kiểu như thế. Những cái từ khóa nó rất là mới, đúng không ạ? Các bạn hoàn toàn có thể sáng tạo ra những cái thuật ngữ mới ở trên mạng. Cái khả năng sáng tạo từ mới rất là nhiều, như là đầu tiên là khô lời, đúng không ạ? Cạn lời, xong thì hạn hán lời, thế bây giờ thì là sa mạc lời, kiểu như thế. Thì đấy gọi là những cái kỹ thuật mà mọi người rất là thích. Tất nhiên nó phải phù hợp với từng cái đối tượng khách hàng, không phải lúc nào ta áp dụng được, đúng không? Chúng ta sẽ có những cái công thức và chúng ta sẽ áp dụng. Thứ năm, đó là chúng ta sẽ hướng vào một cái nhóm đối tượng khách hàng cụ thể, đúng không ạ? Thí dụ như là bí quyết kiếm 100 triệu một tháng dành cho các mẹ bỉm sữa. Đấy, thì cái mẹ bỉm sữa ở đây nó chính là cái đối tượng mà mình hướng tới. Và chúng ta cũng có thể làm, đúng không ạ? Khởi nghiệp với nghề SEO dành cho sinh viên, thu nhập 10 triệu một tháng. Đấy, thì chúng ta kết hợp như vậy cũng rất là tốt, được chưa ạ? Vâng. Thứ 6, đấy là chúng ta sẽ
sử dụng những người nổi tiếng, những cái sự kiện nổi tiếng ở trong cái vụ việc, trong cái tiêu đề này, đúng không ạ? Chẳng hạn những cái tiêu đề, những cái bài viết mà liên quan đến những người nổi tiếng chúng ta đều thích đọc: Đàm Vĩnh Hưng, David Beckham, Trấn Thành, Ngọc Trinh, Harry Won, vân vân, chúng ta đều rất thích, đúng không ạ? Hoa hậu Kỳ Duyên. Và chắc là không liên quan đến Phan Anh đâu. Nếu mà Phan Anh thì có thể là một người khác, thí dụ như MC Phan Anh, chứ còn giảng viên Phan Anh thì không nổi tiếng tí nào. Nói vui như vậy, chứ còn trong cộng đồng online marketing thì tôi cũng có rất là nhiều kinh nghiệm, đã làm rất là nhiều năm rồi. Và bản thân tôi cũng là giảng viên đại học, giảng dạy về digital marketing và e-commerce. Thứ bảy, đấy là những cái tiêu đề mang tính chất cảnh báo nguy hiểm. Đưa ra những lời cảnh báo thì khiến cho khách hàng sợ hãi, tò mò, quan tâm ngay, đúng không ạ? Thí dụ như là gì ạ? Hàng nghìn người đã tử vong vì thuốc lá, đúng không ạ? Hay là gì ạ? Tỷ lệ ung thư cao nhất là gì gì đấy, ở trong độ tuổi là bao nhiêu đấy, đúng không ạ? Hay là gì ạ? Hàng nghìn người đã làm sale và kiếm tiền, còn bạn thì không. Đấy thì chúng ta cảnh báo, đúng không ạ? Đe dọa. Vừa rồi cái chiến lược đe dọa của một cái thương hiệu nước mắm cũng đã làm gây tổn hại cho cái thương hiệu đấy rất là nhiều. Chiến lược đe dọa khách hàng là một chiến lược tốt, nhưng chúng ta phải rất thận trọng, được chưa ạ? Không phải lúc nào cũng thành công đâu. Số 8, đó là tiêu đề mang tính bí mật được bật mí, đúng không ạ? Bật mí, bí quyết gì đó, đúng không ạ? Giảm 10kg sau khi sinh, đúng không ạ? Hay là gì? Giúp mà bài tập, đúng không ạ? Bài tập 10 bước hay bài tập 1 tháng sẽ giúp thu gọn dáng của bạn hay thu gọn cô bé của bạn, vân vân, rất là được chị em quan tâm. Dân sale là phải làm thế nha, không ngại ngần bất cứ điều gì. Các bí mật đều có thể bật mí, được chưa ạ? Số 9, tức là chúng ta sẽ sử dụng một phương pháp là cường điệu hóa, phóng đại hóa vấn đề lên, đúng không ạ? Phóng đại đúng, ôm hết cả lên. Thì cái kỹ thuật này là một cái kỹ thuật cũng rất là tốt ở trong kỹ thuật giật tít trong báo chí. Và hiện nay thì dân làm SEO chúng ta cũng được gọi là một cái người rất là quan tâm đến kỹ thuật. Cái kỹ thuật cường điệu hóa, các bạn nói vống nó lên, đúng không ạ? Ví dụ như là làm SEO thu nhập chỉ có 10 triệu thôi, nhưng mà mình có thể nói lên, cường điệu hóa lên, đúng không ạ? Làm SEO hay là chết, đúng không ạ? Thu nhập 100 triệu hay là không có gì. Thì đấy gọi là tạo gọi là kỹ thuật cường điệu hóa, được chưa ạ? Số 10, cái kỹ thuật giật tít số 10 đấy là sử dụng các phép so sánh. Các phép so sánh hoặc là các phép ẩn dụ đều được, đúng không ạ? So sánh như thế này này: lương của dân làm SEO cao hơn thạc sĩ du học nước ngoài. Đấy, ví dụ như thế. Tất nhiên là đấy là phải cao thủ về SEO thì mới lương mới cao hơn được, tháng mới kiếm 1.000-2.000 đô la ngon lành được. Hoặc là một team của các bạn mạnh, đúng không ạ? Có thể kiếm cả 100 triệu, không vấn đề gì cả, cao hơn thạc sĩ là bình thường, đúng không? Anh em nghe thấy cái rớt hết cả nước dãi, thích quá là gì ạ? Quan tâm, được chưa? Sale có vẻ kiếm tiền dễ đấy. Học MBA làm cái gì phức tạp, học sale của Phan Anh đi, được chưa ạ? Vâng, đấy là 10 cái kỹ thuật đầu tiên là tôi muốn chia sẻ với các bạn. Thế thì tiếp tục, cái kỹ thuật tiếp theo tôi muốn trình bày, đấy là kỹ thuật số 11, là tiêu đề nó mang tính chất là phải có chương trình khuyến mại, phải giảm giá, phải sốc, được chưa ạ? Là gì? Giảm giá 50%, giảm giá mua 1 tặng 1 duy nhất ngày hôm nay, đúng không ạ? Miễn phí cho 999 khách hàng đầu tiên thì các bạn sẽ thấy rất là thích, rất là tít, đúng không ạ? Vâng. Kỹ thuật giật tít số 12 đấy là trải nghiệm của bản thân bạn, đúng không ạ? Vâng, tôi đã học SEO như thế nào? Tôi đã kiếm 1.000 đô la một tháng từ SEO như thế nào? Đúng không ạ? Tôi đã bán 200 đơn hàng nhờ SEO như thế nào? Ok, đấy là những cái trải nghiệm của bản thân mình. Tất nhiên nó vẫn kết hợp giữa các cái kỹ thuật với nhau. Vâng, số 13 đấy chính là gì ạ? Tiêu đề có giới hạn độ tuổi và giới tính. Vâng, ví dụ, đừng học SEO nếu như bạn chưa 18 tuổi, đúng không ạ? Hãy học SEO khi bạn 16 tuổi để sớm trở thành CEO. Vâng, SEO là SEO, còn CEO là giám đốc điều hành. Từ SEO lên giám đốc điều hành chỉ sau 2 năm. Hay là gì ạ?
18 tuổi đã làm CEO nhờ học SEO. Ui dồi ôi, quá là hay đúng không ạ? Kỹ thuật giật tít quá là tuyệt vời luôn. Số 14 là kỹ thuật giật tít tiêu đề kích thích bằng những cái từ rất là nhạy cảm, gây ra sự tò mò, nhạy cảm. Vâng, các bạn sử dụng những cái thuật ngữ, những cái từ ngữ nhạy cảm có cái yếu tố là gây hiểu lầm. Gây hiểu lầm cũng là một cách rất là tốt. Tuy nhiên cái kỹ thuật này thì chúng ta cũng hết sức hạn chế nhé. Tôi chỉ trình bày ra đây nhưng không phải là các kỹ thuật tôi đều khuyến khích các bạn làm. Đấy, thường hiện nay báo chí là thường hay viết kiểu lập lờ, đúng không ạ? Kiểu hay lập lờ là Ngọc Trinh bị thế này, Ngọc Trinh bị thế kia, nhưng thực ra đấy là bị trong phim. Đấy, thì đấy là cái kỹ thuật lập lờ, đánh lừa người ta để người ta tăng truy cập. Tất cả mọi người đều mục đích để tăng view. Nhưng mà nếu như mà chúng ta lừa khách hàng thì khi họ đi vào họ cũng sẽ đi ra và họ sẽ mất lòng tin, thì chúng ta nên cẩn thận. Các cái từ ngữ nhạy cảm, vui vẻ, đúng không ạ? Thí dụ như là tôi dùng cái đợt vừa rồi tôi làm cái live stream, tôi nói là bóc phốt các chiêu khuyến mại. Đấy, thì tôi dùng cái từ nó rất là nhạy cảm, mọi người rất là thích tưởng cái gì bóc phốt, nhưng thực ra là gì ạ? Đấy là tôi chia sẻ các cái bí quyết để mà đưa ra các chương trình khuyến mại. Ok. Số 15, chúng ta có thể trích dẫn các nguồn báo cáo tin cậy. Được chưa ạ? Thí dụ như là gì ạ? Dữ liệu mới nhất của Google về vấn đề SEO, đúng không ạ? Google thông báo là gì ạ? SEO 2017 ưu tiên hàng đầu những người làm SEO tay, đúng không ạ? Hay Google thông báo là hãy học SEO cùng với chuyên gia hàng đầu của Google là Phan Anh. Ví dụ thế, đúng không ạ? Nếu mà có cái chuyện đó thật thì rất là tuyệt vời, được chưa? Số 16 là tiêu đề là đưa ra những cái dạng là kết luận, đúng không ạ? Tổng quan lại, tổng kết lại vấn đề. Vâng, tổng hợp mà bí quyết làm SEO, hay là tổng hợp ký bí quyết 3 năm làm SEO của Phan Anh, hay 10 năm làm SEO của Phan Anh, ví dụ như vậy, được chưa ạ? Số 17 là gì ạ? Tạo ra cái sự bất ngờ, sự liên tưởng cho người đọc. Vâng, thí dụ như là gì ạ? Danh hài đất Bắc cũng phải cười bể bụng với sự ngô nghê của danh hài đất Nam. Ví dụ như thế, đúng không ạ? Mình có thể tạo ra những cái sự liên tưởng bất ngờ. Cái yếu tố bất ngờ trong cái tiêu đề rất là quan trọng. Ngạc nhiên chưa? Bất ngờ chưa? SEO chỉ có 300.000 một khóa học. SEO chỉ có 500.000 một khóa học. Giảm 100% hay là 90% hay 99% học phí cho SEO. Ngạc nhiên chưa? Bất ngờ chưa? Tuyệt vời chưa? Được chưa ạ? Vâng. Tiêu đề số 18 là mình phải ăn theo những cái chủ đề hot mà cái dân làm SEO hay dân làm online marketing hay gọi là té nước theo mưa, hay là ăn theo trend. Trend tức là xu hướng đấy, đúng không ạ? Ăn theo xu hướng. Vâng, thì bây giờ nó đang có xu hướng gì đang hot thì mình viết theo, mình giật tít theo. Đấy, ví dụ như là một cái câu bài hát đấy, hay là một cái câu khẩu hiệu thật tuyệt vời, thật không thể tin nổi, đúng không ạ? Không phải dạng vừa đâu mà phải dạng rộng ra. Đấy, kiểu kiểu như thế. Hay là trích những cái câu nói bất hủ. Đấy, hay là cả nguồn sống bỗng chốc thu nhỏ bằng một bài học SEO. Đấy, thì kiểu kiểu như thế thì đấy gọi là kỹ thuật giật tít liên quan đến xu hướng. Cả nguồn sống bỗng chốc thu nhỏ lại bằng một khóa học SEO. Tuyệt vời chưa ạ? Bằng một video rất thú vị. Đấy, thì cái đấy là cái mà các bạn nên làm, được chưa ạ? Các bạn cũng có thể sử dụng những cái hình thức số 19, đấy là các cái kỹ thuật ẩn dụ, các cái kỹ thuật che giấu, đúng không ạ? Làm lờ đi những cái thông tin quan trọng, đấy, để người ta cũng tạo ra cái sự tò mò. Vâng, tiêu đề số 20, tức là chúng ta sẽ sử dụng những cái từ ngữ thúc giục, hành động trong tiêu đề. Trong tiếng Anh người ta gọi là call to action, kêu gọi hành động. Mua ngay, xem ngay, click ngay. Không xem, đừng hối, đúng không ạ? Vâng, đừng xem khi quá muộn. Vâng, vân vân và vân vân. Những cái kỹ thuật để người ta tạo ra cái động lực, tạo ra cái hành động trong cái tiêu đề của chúng ta rất là tốt, đúng không ạ? Vâng, đấy là tôi vừa trình bày 10 cái kỹ thuật tiếp theo, hay là cái kỹ thuật số 20. Chúng ta sẽ tiếp tục
trò chuyện với nhau và chia sẻ với nhau những cái kinh nghiệm, cái kỹ thuật giật tít hay còn gọi là kỹ thuật viết tiêu đề trong quản trị website, trong báo chí, trong làm sale. Và tôi xin phép trình bày tiếp là 15 cái kỹ thuật giật tít làm tiêu đề tiếp theo từ số 21 đến số 35. Thì số 21 là chúng ta có thể đưa ra các yếu tố có tính chất trực tiếp, đúng không ạ? Live stream by Phan Anh, đúng không ạ? Live by Phan Anh, cập nhật trực tiếp, tư vấn trực tiếp dành cho những người làm sale, đúng không ạ? Khóa học trực tiếp dành cho những người làm sale, hay là trực tiếp, đúng không ạ? Là cuộc chiến của sale 2017. Đấy, kiểu như thế, gọi là yếu tố trực tiếp, được chưa ạ? Tiêu đề số 22, chúng ta phải tạo ra sự tranh cãi của đám đông. Thì tôi rất là thích một cái câu nói của Tổng thống mới đắc cử Donald Trump. Ông nói rằng là trong truyền thông phải khác biệt, phải độc đáo và đặc biệt là phải biết gây ra tranh cãi. Donald Trump là một người rất thích cái hình thức gây ra tranh cãi. Và ông có thể nói là bậc thầy của marketing, bậc thầy của truyền thông, bởi vì ông thực sự là rất là giỏi và cũng rất là thành đạt, đúng không ạ? Thì cái này tôi muốn giải thích thêm, đúng không ạ? Chúng ta đưa ra những cái chủ đề, những cái tiêu đề sao nó mà gây ra tranh cãi nhất. Càng gây ra tranh cãi thì càng được bình luận nhiều, càng được like, càng được share nhiều các bạn nhé. Ví dụ như là các bạn có thể gây ra tranh cãi là không cần học đại học, chỉ cần sale thôi. Tôi lấy thí dụ như thế. Sale là hình thức marketing tốt nhất trên thị trường, không phải là Facebook. Đấy, thì rõ ràng là nó rất là gây ra tranh cãi. Càng tranh cãi càng tốt, bạn càng lợi, có đúng không ạ? Vâng, ví dụ như vậy. Số 24, đấy là chúng ta có thể sử dụng ra những cái cách mà chúng ta mới khám phá, mới phát hiện ra. Vâng, thí dụ như là ông bố của năm, thánh sale của năm, hay là bà vợ của năm, hay là gấu của năm, những cái kiểu như vậy, vinh danh, phát hiện ra, hay đã tìm ra cái gì đó, đúng không ạ? Hay là lần đầu tiên trên thế giới, hay lần đầu tiên tại Việt Nam, hay lần đầu tiên trên thị trường có một cái khóa học sale chất lượng như thế, giá học phí là rẻ, chỉ bằng bát phở. Ví dụ như vậy, được chưa ạ? Lần đầu tiên phát hiện, khám phá, ok. Số 25, tiêu đề chính là câu hỏi của người dùng. Khi mà người dùng search ở trên Google, người ta tìm cái gì, ví dụ học sale ở đâu, thì tiêu đề nó là học sale ở đâu luôn. Học sale ở đâu thì tốt, tiêu đề là học sale ở đâu thì tốt. Hay là học sale cùng với Phan Anh thì tốt, đúng không? Học sale cùng với A, cùng với B thì tốt. Đấy gọi là tiêu đề chính là câu hỏi, đúng không ạ? Số 26 là tiêu đề phải gây ra sự tò mò, kích thích, càng tò mò càng tốt, được chưa ạ? Bạn có tin không? Bạn có tin không, đúng không ạ? Làm sale thu nhập 100 triệu một tháng, hay là làm thế nào để có thu nhập 100 triệu một tháng với nghề sale? Tạo ra sự tò mò, tạo ra một cái rất là quan trọng, đúng không ạ? Vâng. Tiêu đề phải chứa đựng cái sự giới hạn thật sự hoặc là giả mạo. Cái sự giới hạn ở đây là limitation, sự giới hạn là sao? Tức là khuyến mại chỉ áp dụng duy nhất ngày hôm nay, hay là gì ạ? Chỉ áp dụng với 100 người đầu tiên. Đấy thì gọi là tăng sự giới hạn, được chưa ạ? Đấy. Hay là gì ạ? Chỉ áp dụng trong một tuần, hay cơ hội chỉ dành cho những người đầu tiên, vân vân vân. Cái đấy gọi là sự giới hạn. Để làm gì? Để gia tăng cái sự hối thúc, để gia tăng cái sự thèm khát cho người dùng. Đấy. Số 28 là tiêu đề phải gây shock, đúng không ạ? Một cái kỹ thuật mà rất là thành công ở Việt Nam, đấy là shock scandal. Thì chúng ta cũng phải làm như vậy. Càng shock, càng scandal càng tốt. Tất nhiên là chúng ta cũng phải lựa chọn phù hợp với từng ngành hàng, từng đối tượng, từng sản phẩm. Ok nhá. Số 29, tiêu đề nêu rõ các lợi ích. Nêu rõ các lợi ích như thế nào, đúng không ạ? Lợi ích khi học sale, 10 lợi ích khi học sale, 100 lợi ích khi học sale. Đấy, hay là gì ạ? 5 cách hướng dẫn sử dụng iPhone. Đấy, hay lợi ích của những người sử dụng xe SH và xài iPhone, thì đấy gọi là lợi ích, đúng không ạ? Hay là thần dược trẻ hóa cái gì đấy. Vâng, cái đấy cũng kết hợp giữa lợi ích với cả cường điệu hóa, đúng không ạ? Vâng. Số 30 là gì?
tiêu đề phải nên đánh vào cảm xúc. Không một ai không thích cảm xúc cả, đúng không ạ? Cảm xúc nó có rất nhiều, những rất nhiều các cảm xúc: yêu, ghét, thích thú, tò mò, lạ lẫm, đúng không ạ? Thì mình có thể có những cái từ khóa như là rúng động, đúng không ạ? Kinh ngạc, ông bố của năm, không thể tin nổi, hay là gì ạ? Bật mí, hay là trên tay, đúng không ạ? Hay là gì ạ? Bất ngờ hay khó tin. Đấy, kiểu kiểu như thế, mình có thể sử dụng những cái thuật ngữ như vậy để mình làm. Số 31 là kỹ thuật cũng có thể chứa các cái dấu câu đặc biệt, đúng không ạ? Các ký tự đặc biệt, sao thăng, a còng, hỏi chấm này nọ. Đấy, các hình họa các bạn cũng có thể làm để tăng cái sự hấp dẫn lên, được chưa ạ? Số 32 rất là quan trọng, đấy là tiêu đề là phải vần vèo, đồng âm. Thế nào là vần vèo? Là gì ạ? Bán hàng online không cần website, ai ai, có đúng không ạ? Đấy, hay là gì? Mình sẽ sử dụng cái kiểu thơ thất ngôn bát cú đường luật, hay là thơ lục bát mình hay gieo vần đấy, thì trên câu thì dưới câu đấy, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ dùng cái cách như thế, nó rất là vần vèo và rất là thích, rất là hay, được chưa ạ? Hoặc là gì ạ? Tiêu đề có thể lấy từ một cái câu hỏi, một cái câu trích dẫn của một cái người nổi tiếng. Đấy, chúng ta có thể sử dụng những cái câu như vậy ở trong các cái cuốn sách về danh ngôn cũng rất là tốt, đúng không ạ? Thì cái trong một cái phần tôi đã nói về cái tiêu đề liên quan đến xu hướng ấy, thì các bạn ở đây các bạn nên quan tâm đến các cái tiêu đề mà trích từ lời bài hát, trích từ thơ, trích từ chế, đúng không ạ? Trích từ chuyện, trích từ các điển tích. Nói chung là những cái cách như vậy sẽ rất là tốt cho các bạn, bởi vì cái tiêu đề nó rất là tuyệt vời, nó rất là hay, được chưa ạ? Vâng. Thứ 33 đấy là tiêu đề thì ngược đời. Tất nhiên là cái ngược đời đây theo cái nghĩa nó cũng là sốc, đúng không ạ? Thí dụ như là học SEO được tiền, bình thường bạn đi học phải mất tiền, đây học SEO được tiền, ví dụ thế, đúng không ạ? Mình đưa ra một cái rất là ngược đời như vậy. Vâng. Và cái kỹ thuật thứ 34 tôi muốn nói là dù với mọi cách nào thì bạn vẫn phải quay lại với cái kỹ thuật này. Đấy là tiêu đề tôn trọng sự thật. Tôn trọng sự thật, chân thật vẫn là quan trọng. Mình không vống lên, mình không gì cả, mình cứ làm bình bình đơn giản thôi. Đúng cái gì mình nói, đúng không ạ? Học SEO sẽ giúp bạn kiếm tiền, không giàu có nhưng rủng rỉnh. Thế thì như thế người ta sẽ tin hơn là học SEO thu nhập 100 triệu một năm. Xin lỗi, học SEO thu nhập 100 triệu một tháng. Và cuối cùng, cái kỹ thuật số 35 là cái lời khuyên chân thành của tôi. Đấy là tiêu đề phải hết sức sáng tạo. Bạn hãy sáng tạo theo cách của bạn. Sáng tạo bằng những cách nào, đúng không ạ? Bạn phải đọc nhiều, nghe nhiều, xem nhiều. Đấy, các bài hát bây giờ rất là nhiều bạn, nhất là sinh viên của tôi bảo là thầy vẫn hay nghe nhạc trẻ nhỉ. Đấy, em nghĩ là thầy nghiêm túc thì thầy phải nghe nhạc già hơn, thí dụ như vậy. Thì thực ra là cái nhạc trẻ hay nhạc già không quan trọng, đúng không ạ? Mà mình muốn gì ở đó. Thì các cái nhạc trẻ thì các bạn trẻ các bạn thích, thì nó cũng có những cái lời ca, câu từ, nó có những cái nó cũng rất là thích. Thì mình có thể học hỏi, mình có thể bắt chước được. Hay trong một cái câu chuyện, hay trong một cái bài văn, hay trong một cái cuốn sách, nó có những cái lời rất là tốt, mình có thể trích dẫn, đúng không ạ? Ví dụ như tôi mới viết một cái bài viết ở trên Facebook cá nhân của tôi là doanh nhân lang thang. Thì cái từ ngữ đấy là thực ra không phải tôi nghĩ ra, mà tôi đọc báo tôi thấy, đúng không ạ? Và mọi người cũng nghe, mọi người thấy là rất là lạ, bởi vì mọi người cũng chưa nghe bao giờ. Doanh nhân lang thang là nói về cái những người kiếm tiền trực tuyến mà không hề cần phải có doanh nghiệp, cũng không cần đi làm thuê cho ai cả. Tự mình cứ nay đây mai đó, đúng không ạ? Vừa đi làm, vừa đi du lịch, vừa làm sale cho khách, thí dụ thế. Vừa đi du lịch, vừa quản trị web, vẫn có thể là gọi là doanh nhân lang thang, đúng không? Hay là chạy Uber, hay đi giao hàng, những cái sử dụng những cái hình thức như vậy. Ok, tôi vừa trình bày với các bạn các cái nội dung liên quan đến các cái kỹ thuật giật tít, kỹ thuật viết tiêu đề dành cho dân làm SEO, và có pha trộn một chút là dành cho báo chí, đúng không ạ? Thì các bạn hãy áp dụng những cái chiêu này thì các bạn sẽ luôn luôn tạo ra cái sự mới mẻ cho mình trong các cái bài viết về SEO rất là tốt. Vâng,
Và cuối cùng thì chúng ta đều mong muốn là các từ khóa của chúng ta lên top và trang đích của chúng ta được tối ưu với những ngôn từ đã đắt đỏ, với những cái hình ảnh đẹp, đúng không ạ? Và những cái bài viết có chất lượng để chúng ta bán được hàng, để chúng ta kiếm được tiền, để chúng ta thành công hơn. Vâng, và lời cuối cùng thì xin phép được chào tạm biệt các bạn, và rất mong nhận được cái sự phản hồi, góp ý và chia sẻ của các bạn với giảng viên và với chương trình của chúng tôi, để chúng ta có thể là thảo luận với nhau và được thành công hơn, cũng như là làm tốt hơn nữa. Xin cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo.